Xin chào các bác, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bác, với các bạn một sản phẩm nữa của chúng tôi, đó là sản phẩm con muối chúa. Muối chúa được rất nhiều người sử dụng vì nó có cái tác dụng là tăng cường sinh lực, tăng ham muốn cho cả nam và nữ. Ngoài ra, nó còn là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Tuy chưa có tài liệu nghiên cứu khoa học được công bố, nhưng muối chúa đã được sử dụng rất rộng rãi trong nước và nhiều người đã sử dụng và cho những cái phản hồi rất tốt về cái con muối chúa này. Muối chúa đặc biệt tốt cho người yếu sinh lý, người lãnh cảm mấy chuyện chăn gối và những người bị suy nhược cơ thể. Muối chúa có các tác dụng chính là tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, giảm các triệu chứng xuất tinh sớm, tăng thời gian cường dương, giúp bổ khí huyết, tăng cường máu lưu thông, là một thực phẩm bổ dưỡng rất quý cho người gầy, người suy dinh dưỡng. Muối chúa còn dùng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai, giúp thuận tiện trong việc sinh nở. Rất tiếc cho đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu khoa học được công bố về tác dụng của muối chúa. Trên hình ảnh các bạn đang thấy là một con muối chúa được chụp cận cảnh, gồm có phần đầu và phần thân. Muối chúa khác các con muối khác chủ yếu là ở phần thân dưới, nó to và dài, trong chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, và đây chính là cái bộ phận mà nó dùng để đẻ ra trứng. Một con muối chúa trong một vòng đời có thể đẻ tới 150 triệu trứng muối. Thông thường, muối chúa được mọi người sử dụng bằng cách cho vào ngâm rượu. Hôm nay chúng tôi cũng chỉ giới thiệu với các bạn cách sử dụng muối chúa bằng cách ngâm rượu. Con muối chúa bắt về được rửa sạch và để ráo, sau đó cho vào ngâm rượu. Thường trước khi ngâm rượu thì muối chúa sẽ được cắt bỏ đầu, chân và cho vào rượu với độ rượu khoảng từ 40 cho đến 42 độ. Không nên dùng cái rượu có độ cồn quá 45 độ sẽ gây cháy những cái chất tốt trong cái con muối chúa. Rượu muối chúa thì thường ngâm trong vòng từ 45 đến 90 ngày mới nên sử dụng. Nên ngâm từ 10 đến 20 con muối chúa cho 1 lít rượu. Khi sử dụng thì các bạn nên dùng từ ngày một ngày từ 1 đến 3 ly rượu nhỏ. Muối chúa là một cái sản phẩm tương đối là hiếm vì mỗi một tổ muối chỉ có một con muối chúa. Hiện nay do cái đông người sử dụng nên muối chúa càng ngày càng hiếm. Các bạn có nhu cầu sử dụng muối chúa xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bạn 0932 310 315. Ngoài muối chúa ra chúng tôi còn có các sản phẩm khác như con bột ối, là một loại gạo và các loại đồ gia công rượu khác. Mọi thắc mắc các bạn xin liên hệ với tôi qua số điện thoại 0932 310 315. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy kích nút đăng ký để được cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Bữa ra chúng tôi còn có các sản phẩm khác như con bột ối, là một loại gạo và các loại đồ gia công rượu khác. Mọi thắc mắc các bạn xin liên hệ với tôi qua số điện thoại 0932 310 315. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy kích nút đăng ký để được cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Đã xem video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt.